Ánh trăng nơi thanh thần sơn, ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lâu xưa. Thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng mê đắm trong lòng. Hiên ngang giữa khói bụi mù, khí vách rèm bao đất trời. Ngày biển kinh tương dương, lửa bên đưa ta gặp nhau. Tình đệ mình kéo sớm qua bao sông gió tâm kim quần phòng. Diệu đấng ly tiến đưa anh vùng võ ngựa môi đưa phương trời. Chia tay trong cơn nước nghẹn lòng. Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bí quyết cày cấp của mình anh em ạ. Thì nhiều anh em hỏi mình là sao cày cấp nhanh như thế, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái bí quyết cày cấp của mình và cách cày tiền vạn của mình. Thì một ngày mình sẽ kiếm khoảng tầm 1k5 đến 2k vạn anh em ạ, nên là rất là mình không phải mua k vạn để mình mua máu với cả sửa đồ các thứ đâu anh em. Thì mỗi ngày mình sẽ kiếm khoảng tầm 800 triệu XP. Nên là mình nên cấp khá nhanh anh em, mỗi tội nó hơi tốn một chút về khi thuật lộ. Và thứ hai là ép buộc anh em phải có máy PC, anh em có thể long được nhiều cái giả lập ấy, hoặc là nhiều app thì anh em mới có thể là cày cấp được nhanh như mình. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh cái bí quyết mà mình cày cấp sau lại nhanh như vậy nhá. Anh em đang xem clip của mình thì cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh anh em ạ, để ủng hộ giúp mình nha. Anh em thấy là mình đang ở trên một cái bãi trên của mình đây. Thì hiện tại đây là mình đã party là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ác cao của mình. Thì anh em để ý nhá, ở đây là một cái ác phụ đường môn của mình để ở góc dưới này, và một cái ác đường môn này. Ở đây thì mình chủ yếu là cày 4 ác phụ, 5 ác phụ đường môn, gọi là đường môn phi tiêu anh em, đường môn phi tiêu ấy. Anh em thấy là đây, hai ác của mình đang đứng ở đây. Thì mình sẽ đứng ác chính ở giữa, mình không di chuyển anh em ạ. Đấy, anh em thấy nó quái cứ ra là nó chết con mẹ nó luôn anh em ạ. À, đây một cái ác nữa anh em đây, một ác đường môn tiêu nữa này. Tiếp đến đây là một cái ác đường môn tiêu nữa của mình nữa ở trên đây. Thì mình cứ tính ra một sơ sơ một cái bãi của một con ác đường môn của mình nó đứng thì nó rơi khoảng tầm 8 đến 9 con. Thì tức là cái bãi trên này của mình nó rơi tầm gần 40 con quái anh em ạ. Gần 40 con quái, mà quái nó cứ ra là nó chết thôi anh em ạ. Quái nó cứ ra là nó chết thôi. Nên là trên rất là nhanh, anh em thấy không? Đấy, rồi một phi tiêu nó phi kinh lắm. Còn ác mình sẽ đứng giữa ở đây. Ác mình sẽ đứng giữa ở đây anh em. Đấy, anh em để ý là đây là cái vị trí là cái con ác đường môn của mình góc dưới này. Cả hai con góc dưới và một con ở trên này. Nếu mà anh em để mà trên kiểu này thì anh em party từng ác một để xem nó có nhận ít được XP không. Nếu mà không nhận được XP là anh em phải chỉnh làm sao mà cái chỗ vị trí nó đứng làm sao cho nó hợp lý, để khi nó đam thì nó sẽ nhận được tất cả XP ở ác chính. Và đây là mình đã để một con ác thiên vương, ác thiên vương đao này. À, nó đi nó chém quái anh em ạ, nó chém boss xanh rất là nhanh. Nên là khi những ở cái một số vị trí đứng của một con ác đường môn phụ của mình ấy, ác đường môn tiêu ấy, đây như này, mà nó xuất hiện ra một con boss xanh thì con thiên vương đao nó sẽ chạy đến và nó sẽ đam boss cực kỳ là nhanh luôn anh em ạ. Tất cả các hệ phái, tất cả các con boss xanh hay tất cả các hệ phái là nó đam boss một tí là chết anh em. Và thứ hai nữa là nó để nó nhặt đồ anh em ạ, để auto nhặt đồ của cho con thiên vương đao. Thì thiên vương đao ở đây là mình đang để nhặt đồ phun dương luôn anh em ạ. Thỉnh thoảng nếu mà anh em treo cả ngày nhá, treo khoảng tầm mấy tiếng, nếu mà anh em để nhặt đồ khoảng tầm 4-5 mô đầu ấy thì thỉnh thoảng là nó bị lác đồ. Đấy, thì thả nó bị lác đồ là nó sẽ nhặt là nó cái đồ nó bị ẩn trong đấy. Nên là để đây là mình sẽ để nhặt phun dương luôn, để nó tránh cái hiện tượng là bị lác đồ.
nên là một ngày con Thiên Vương Đao này của mình nó sẽ nhặt khoảng tầm 1k5 đến 2k vạn, tùy thuộc vào cái một ngày mình trên có nhiều boss xanh hay không và đồ đạc có rớt như thế nào. Ví dụ nó rớt nhiều áo với vũ khí thì mình sẽ được rất là nhiều tiền vạn anh em ạ. Đặc biệt là những cái món áo cấp 10 anh em ạ, mà sẽ được khoảng tầm hơn 1 vạn, với cả những cái cây vũ khí nữa, nên là nó rất là nhiều tiền vạn. Anh em thấy quái nó ra liên tục luôn anh em thấy không? Đấy, quái nó ra liên tục và quái nó sẽ không cứ mọc lên là nó chết thôi nha, cứ mọc lên là nó chết thôi. Thì cái bãi này nó không được VIP như bãi ở mạc cao quật của bên top 1 họ đang trên. Thì bãi này nó chỉ gọi chung là tầm bình thường thôi anh em ạ. Nói chung là một ngày nó chỉ được khoảng tầm 700 đến 800 triệu XP. Thì tức là mình chỉ trên khoảng tầm hơn 3 ngày là mình sẽ được một cấp anh em. Thì buổi tối là tôi không đi trên đấy, buổi tối là tôi chủ yếu là đi BK đánh nhau ở Biện Kinh cho nó vui. Mất khoảng tầm 5-6 tiếng ở Biện Kinh rồi. Với cả 3 ngày đi tống kim các thứ nữa, nên là mình không trên mấy. Nếu mà để tôi cắm đầu cắm cổ ở cái bãi trên này thì khoảng tầm 3 ngày tôi sẽ được một cấp anh em ạ. Hiện tại tôi đang một cấp trong 122 à, đấy là một cái bí quyết để mình chia sẻ cho anh em cày cấp và cày tiền vạn nhanh nhất tại bên Thiên Tiệp Mobile. Anh em chỉ để cần một ác nhặt đồ thôi thoải mái rồi anh em ạ. Anh em thấy là quái ra liên tục luôn anh em ạ. Đấy, anh em có thể là anh em nào mà có PC anh em có thể là chạy giả lập, anh em chẹp khoảng tầm mấy ác như này của mình thì anh em lên cấp khá là nhanh luôn anh em ạ. Đấy là cái góc bí quyết mình chia sẻ cho anh em, tại sao nhiều anh em hỏi mình tại sao cày cấp nhanh như thế. Thì mình làm cái clip này để chia sẻ cho anh em tại sao mình lại lên cấp nhanh. Thì mình cũng phải bỏ công sức với cả máy móc khá nhiều nó mới lên cấp như thế này anh em ạ. Ok, mình xin phép là kết thúc video đây anh em nhé. Anh em yêu quý mình nhớ nút like và nút đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Bye anh em.